Xin chào các bác nhà mình nhé, và không biết là quý anh chị của các bác đã đúng duyên cho mình cái mẫu tác phẩm tượng Di Lặc ngồi trên cây tùng đẹp như này thì mình có thể là chiêm ngưỡng trên một chiếc tôn tại phòng khách hoặc tại nơi làm việc chưa? Và trong video trực tiếp ngày hôm nay thì em Thu Hương sẽ giới thiệu các bác mình tác phẩm tượng Di Lặc cùng với những em bé tiểu đồng đang ngồi ngự dưới một gốc cây tùng với tổng chiều cao là 70, chiều ngang 61 và chiều sâu là 28. Trong những video hoặc trong những buổi phát sóng livestream trực tiếp lần trước thì em cũng đã đưa lên giới thiệu đấu giá trên anh chị mình với rất nhiều mẫu tác phẩm Di Lặc khác nhau, như là ngài tác phẩm Di Lặc ở Bắc Đào này, đầy đứng tùng đấy. Tuy nhiên để có một tác phẩm này thì em sẽ thiết kế là một ngồi tùng anh chị mình ạ. Và với những mẫu này đợt vừa rồi thì em làm ra rất là nhiều, tuy nhiên cũng được các anh chị khách hàng là ủng hộ cũng như là tin tưởng thường xuyên rất là nhiều rồi. Hiện tại trong căn phòng bên em còn duy nhất một bức tác phẩm Di Lặc ngồi tùng này anh chị nhé. Mẫu này của bên em thì được ngũ phúc năm em bé tổ đồng tượng trưng cho phúc lộc họ tăng linh. Nhìn vẻ mặt của ngài Di Lặc cùng với em bé thôi thì cũng toát lên một cái sự hạnh phúc, một cái niềm vui đong đầy mà chúng ta không thể diễn tả bằng lời được, phải không ạ? Và đặc biệt là khối gỗ hương ta là một trong những dòng gỗ với vân gỗ cực kỳ là sáng màu và bắt mắt với đường nối đục truyền thần, kèm với đó là những sáng cây tùng bên trên rồi bên em đục theo lối cổ truyền vô cùng là tinh mông và cũng rất là sắc nét luôn. Hiện tại thì em đục chủ đạo và tập trung vào trí mặt đằng trước với thần thái của ngài đấy, về phần người cũng như là phần cảnh này cũng là một cái sự kết hợp rất là hài hòa và ăn ý luôn. Mẫu tác phẩm ngày hôm nay em đang giao lưu trực tiếp là 12 triệu đồng. Tuy nhiên duy nhất trong video ngày hôm nay thôi, cho anh chị nào nhanh tay nhất em sẽ giảm giá trên cho anh chị mình tác phẩm này chỉ còn 11 triệu đồng. Và đồng thời em đã bao gồm các cước phí vận chuyển rồi, để anh chị mình có thể nhanh tay nhấc máy lên liên hệ chúng em qua những đầu số hotline quen thuộc là 0971 336 318 hoặc 0789 336 318 để ứng duy trong ngày hôm nay ngay bây giờ các bác mình nhé.